said, look at what, letting them get children, don't we need to go? We put a, sorry, long way, you have to put a child, come with you, you have to put a tear. Is it child, or phone, or thing, or? 20 years. We got this, now, even when you're related to two reasons, what was it, that? And the second two is, we need to, when they, when they, you have, to get something that, to that, but they, they have two is, so they, to me, I tell you, they two is, so I, to the tower, and that's it, I'm great, big day. Sing it to God, and come so far, boy, was a new thing that is in some Monday. Winds are in George, in God. Vậy Thiên Chúa quả năng mạnh hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin chủ thương chấp nhận lời dân Chúa cầu khẩn và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô con cho là Thiên Chúa và là Chúa chúng con nguyện sống và hành trì cùng Chúa trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài sách tiên tri Isaiah, Chúa đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta được vinh quang nơi ngươi. Và bây giờ Chúa phán, người đã ban nhận tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ người.
để đem ra góp về cho người và quy tụ Israel quanh người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán, làm tôi tớ ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ ra góp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta tràn lan khắp địa cầu. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah.
chiêm. Lời chi phục âm theo Thánh Gioan. Ngày hôm sau khi Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình, ông liền nói: Đấy chính Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian. Đấy chính là đấng mà tôi đã nói rằng có người đến sau tôi, nhưng có trước tôi, vì người cao trọng hơn tôi. Phần tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ mình ra trong Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và Gioan đã làm chứng rằng tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người. Và tôi đã không biết người, nhưng đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi rằng: Người thấy Thánh Thần ngự xuống và lưu lại trên ai, đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng đấng ấy là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Quý ông bà thân mến, và đọc bài Thánh Nhật Lễ Chúa là tình yêu thì nói lên tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và câu đáp ca mà người khen thơ vừa hát: Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi sai người con đến, và Thiên Chúa đã đồng hành với con người, người là đấng Emmanuel, nghĩa là đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thường thường khi chúng ta nói về tình yêu, chúng ta hay hỏi, nghĩa là những người bà, những người ông, người mẹ khi mà bế con hỏi: con yêu mẹ thế nào, con yêu mẹ bằng nào, con yêu bố bằng nào, bằng này không. Nhưng mà có những đứa bé nó đã giang rộng tay, nó nói con yêu mẹ như thế này này ấy, chứ không yêu từng tí từng bước, rồi không có so đo tính toán một chút xíu về đâu, mà nó rộng giang tay ra để nó biết rằng tình yêu của nó dành cho mẹ rất là nhiều. Cũng vậy, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và Thiên Chúa đã giang tay trên cái thập giá. Nhưng mà để một câu chuyện để rồi chúng ta biết rằng tình yêu Thiên Chúa là một nhiệm màu. Thiên Chúa làm sao để yêu thương con người? Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, làm sao để yêu thương con người tội lỗi vô cùng? Qua câu chuyện này chúng ta biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Chính vì vậy mà bài hát lễ đúng là Chúa là tình yêu. Có câu chuyện kể rằng có một em bé sống ở vùng xa xôi, một hôm cậu thấy ở trên trời có chiếc máy bay khá lớn bay qua cái làng của cậu và để lại một vệt khói. Đêm cậu say sưa nhìn ngắm chiếc máy bay cho tới khi chiếc máy bay biến đi, thì cậu hỏi với bố rằng: Bố ơi, làm sao có thể bay lên trời để mà lên chiếc máy bay được, bố hả? Ông bố trả lời với đứa con tò mò rằng: Không, người ta không bay lên trời được con ạ, nhưng mà máy bay phải đáp xuống đất để đưa con người lên trời. Sau khi được ông bố giải thích thì cậu bé hiểu, muốn lên trời được là phải từ trời đáp xuống đưa con người lên trời. Vậy nhưng mà người xem câu chuyện đó cũng là câu chuyện nói về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, con người. Chúng ta từ khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng sau tổ tông phạm tội thì không đời nào, không thể nào con người vươn cánh lên để mà lên thiên đàng được, lên trời được, trừ phi Thiên Chúa phải thòng tay xuống trần gian để mà kéo con người trở về thiên đàng. Đó chính là mầu nhiệm đôi lời nhập thể thì Emmanuel, Thiên Chúa đã bước vào thế giới để rồi đưa con người trở lên cung trời, cung lòng của Thiên Chúa. Trong đêm Giáng sinh, chúng ta đã có cơ hội suy gẫm về một Thiên Chúa đầy tràn tình yêu thương cho con người, giống như một tình nhân đã kéo con người từ đất lên trên, vào trên trời, vào cung lòng của Ngài. Ngài đi một bước, không phải bước ngắn như vậy, bước nhỏ như vậy, nhưng mà Ngài đi một bước rất là lớn, bước thật lớn, một bước như là Thiên Chúa trở thành con người. Nhưng khi Ngài sinh ra làm người rồi, Ngài không chỉ đứng đó, mà Ngài còn đi một bước nữa, một bước xa từ trời xuống làm người. Ngài không đứng đó, Ngài đi một bước nữa,
trong tuần vừa qua chúng ta cử hành lễ Chúa chịu pháp lửa, tức là ngày bước một bước nữa đi xuống dòng sông Giô-đan, đi vào vùng tội lỗi của con người đang đứng chờ để được rửa tội, thì Thiên Chúa, Chúa Giê-xu cũng đứng sẵn hàng với những tội nhân ở trong dòng sông Giô-đan như vậy. Đó là một bước, đó là bước thứ hai của Thiên Chúa để nói lên Thiên Chúa yêu thương con người. Ai trong chúng ta cũng đứng xa người bẩn, người dơ, người hôi, và Thiên Chúa của chúng ta đã xuống trần gian lại còn đứng cạnh những người tội lỗi ở trong vũng bùn tội lỗi. Ngài sẵn sàng đồng hành với con người, Ngài trở thành con người ngoan cải, ngoại trừ tội lỗi, để con người gặp được Thiên Chúa. Đó là một hồn nhiên thật lớn lao, thưa anh chị em. Nhưng như chúng tôi vừa rồi nói, con người không thể nghĩ cái cách để mà yêu thương nhau được như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới nghĩ ra cách để mà yêu thương con người như thế mà thôi. Trong một bản di chúc của người sắp qua đời, ông có viết: khi tôi chết, xin đừng ghi tên tuổi của tôi, cũng đừng ghi chức nghiệp của tôi trên cái mộ bia, nhưng mà hãy ghi rằng những gì tôi đang có xin trả lại cho trần đời. Những gì thuộc về tôi thì nay không còn nữa, những gì tôi cho đi thì từ nay thuộc về tôi. Thật tuyệt vời khi không nghĩ về bản thân của mình, ngay cả lúc chết rồi cái người đó cũng nghĩ về người khác. Hôm nay bài phúc âm cho chúng ta thấy Thánh Gioan đã làm việc đó. Thánh Gioan đã trả lời cho các tư tế của thầy Lê Vi về thân thế và sự nghiệp của ông, khi ông dùng cơ hội này để giới thiệu cho họ Chúa Giê-xu cho muôn dân đang trong đợi. Thật vậy, Gioan đã không nói về quyền lực của mình, uy tín hay danh dự của mình. Ông đã nhìn thấy Chúa Giê-xu tiến về phía mình, thì ông đã hô to lên: đây là con Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Ông quên mình, ông nghĩ về người khác, và khi nghĩ về người khác, ông đã giới thiệu Chúa Giê-xu tới cho muôn dân, cho những người chưa biết Chúa Giê-xu là ai. Chính Gioan ngày hôm nay giúp cho chúng ta biết bổn phận của chúng ta, giới thiệu Chúa Giê-xu cho những người xung quanh. Ví dụ, người làm MC, người làm sứ ngôn viên cho một chương trình, cho một đám cưới, người MC không thể chỉ nói về mình: tôi nói hay, tôi có duyên, tôi hát hay, hay là cái gì. Nhưng mà người MC hay là chỉ nói về mình, không nói về đôi hôn phối, đôi đám cưới. Nhưng người MC, người sứ ngôn viên phải giới thiệu một chương trình, cho cái chương trình để những người, để cho những khán thính giả biết về chương trình, hay là để cho những khán thính giả, để cho những anh chị em đang được dự tiệc biết về đôi hôn phối. Cũng giống như người sứ ngôn viên, cũng giống như một MC, mỗi người chúng ta trong cuộc sống đừng nói về mình, nhưng mà hãy giới thiệu Chúa Giê-xu cho những anh chị em chung quanh. Có những anh chị em đã giới thiệu Chúa Giê-xu cho những anh chị em chung quanh như tỷ dụ ông Phê-rô, ông Đô-mi-nô, trong cách sống của họ khi trên trần gian đã giới thiệu Chúa Giê-xu tới cho mọi người. Anh Giuse Vũ Thành Văn chẳng hạn, một người chồng đã lo lắng cho vợ con, đã không sợ chết, đã giới thiệu Chúa Giê-xu bằng cách can đảm, không run sợ trước cái chết. Ông Đô-mi-nô suốt đời độc thân, hy sinh và giới thiệu Chúa qua cho mọi người. Có nhiều anh chị em không lập gia đình là tại vì hoặc là chán đời hoặc là ế ẩm, nhưng mà đây là một chọn lựa của Đô-mi-nô, đó là cách giới thiệu Chúa Giê-xu, giới thiệu tôn giáo của mình tới cho anh chị em chung quanh, cũng như Phê-rô mới qua đời hôm qua cũng vậy, trong cái lễ an táng cũng vậy. Cho nên mỗi người chúng ta trong cách sống của mình, chúng ta có thể sống giới thiệu Chúa Giê-xu đến cho anh chị em, cho anh chị em cho biết. Trước giờ thánh lễ cũng có một chị
con sang bên Mỹ 6 năm, người yêu của con sang Mỹ 11 năm, chúng con muốn trở thành người Công giáo để có thể kết hôn trong nhà thờ. Đấy, qua sự hiện diện, qua cách sống đạo của người Công giáo, chúng ta có thể biết về Chúa Giêsu. Cũng rất là nhiều anh chị em đang ngồi đây nói, thưa cha, con đưa giáo dân đến cho cha đó nha. Và sau vậy, mấy chục năm chị này đi lễ giáo xứ Mỹ, mấy chục năm không có ai, chị không đi lễ nhà thờ. Nhưng từ khi biết chị, con đã mời chị đi lễ tại giáo xứ của cha. Đó là cách chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu đến cho mọi người. Chúng ta đến nhà thờ không phải để tôn vinh mình. Chúng ta đến nhà thờ không để danh cho danh tiếng mình và người đạo đức, nhưng mà vì yêu Chúa, cho nên chúng ta đã làm những cái việc mà chúng ta giới thiệu. Biết là những anh chị em trong bước vào đời sống hôn nhân chẳng hạn, chúng ta có thể nói, có thể là kết hôn theo một cách bừa bãi, theo những anh chị em không cùng một tôn giáo, hay là yêu thì cưới, nhưng mà đối với người Công giáo, chúng ta không cưới theo những cái cách thức của những anh chị em không cùng một tôn giáo. Nhưng chúng ta yêu Tobia trong bài đọc trong lễ đám cưới, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta không thể kết hôn với những người không biết Thiên Chúa. Cho nên rất là thán phục nhiều anh chị em yêu vì yêu thật đó, nhưng mà nếu mà không yêu theo đạo của Chúa, theo cách thức của Chúa, thì thôi thà không yêu. Đó là cái cách mà chúng ta giới thiệu đạo chúng ta, đó là cách để chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho những anh chị em chưa biết Chúa Giêsu. Vì thế Thánh Gioan Tẩy Giả đã cho chúng ta một cái trách nhiệm của chúng ta là giới thiệu Chúa Kitô đối với những người ở chung quanh. Chúng ta học từ Thánh Gioan Tẩy Giả, đó là mọi người chúng ta có ơn gọi qua với tín điều tội là hãy giới thiệu Chúa Giêsu đến cho những anh chị em để mọi người biết và tin vào Chúa Giêsu. Nghĩa là chúng ta hãy từ bỏ cái tôi của mình. Giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài phải lớn lên, tôi phải nhỏ đi. Thánh Gioan đã từ bỏ cái tôi để Chúa Giêsu được biết đến, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải từ bỏ cái tôi của mình để đạo của Chúa được biết đến và danh Thánh Chúa Giêsu được biết đến. Ông Emilio, một nhà điêu khắc của Hoa Kỳ, nổi tiếng của Hoa Kỳ, là người thích vẽ về những hình ảnh đạo đức, nhưng ông rất thích vẽ những khuôn mặt của Chúa Giêsu. Trong vòng 10 năm, ông đã hoàn thành khoảng 700 bức ảnh vẽ về Chúa Giêsu, và ông nói rằng điều tôi mong muốn nhất là giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, đó là sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả, đó là sứ mệnh của chúng ta. Gioan đã thực sự khiêm nhường khi nhận mình chỉ là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Và nay Chúa Giêsu đến, ông khấn không ngần ngại reo lên cho mọi người biết rằng đó là Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Không ngần ngại nói với hai môn đệ của mình, đó là Chiên Thiên Chúa, các anh theo Ngài đi. Và Gioan đã rút lui vào bóng tối, rút lui vào nhà tù và chết bị chặt đầu trong nhà tù. Chúa cứu thế đã sinh ra cho chúng ta. Ngài đã đến để cứu trần gian, tẩy sạch tội lỗi nhân loại. Ước gì chúng ta biết ngôi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, sống đời sống chứng nhân, tức là nói lên cho những anh chị em chung quanh bằng cách sống của mình, tôi đã thấy và tôi làm chứng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thiên Chúa, ơi Thiên Chúa, ảnh sáng, ơi ánh sáng, Thiên Chúa, ảnh ơi Thiên Chúa.
Jesus Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng và chỉ cho mọi người nhận biết khi Chúa đến. Chúng ta cảm tạ để đi dân lời cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, chúng ta cầu xin cho các giáo hội Kitô vượt thắng những chia rẽ nhờ đối thoại và tôn trọng nhau, để trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần mà làm chứng về Đức Kitô cho thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo nơi những quốc gia không có tự do tôn giáo biết mở lòng trước tình thương bao la của Thiên Chúa, để người dân được nghe loan báo tin mừng cứu độ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người Việt Nam khắp nơi trên thế giới được đón nhận thật nhiều phúc lành và bình an của Thiên Chúa trong những ngày vui Tết dân tộc sắp tới. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ biết dùng lời nói, việc làm và cách sống của mình để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô là hiện thân của lòng thương xót. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho những ân nhân giáo xứ và cộng đoàn, những ân nhân đã và đang đóng góp để xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ chánh tòa, các linh hồn nơi luyện tội, các ý chỉ trong thánh lễ và ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa đã nhận mỗi người chúng con. Yes. Yeah.
cha của anh chân hiền. Xin Chúa nhận đi lễ hội thay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng đoàn lễ hội thánh thượng. Thầy Chúa xin thương giúp cộng đoàn chúng con cử hành lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô và chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Thánh Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là Thiên Chúa toàn năng thần hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót như mọi lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá đất cứu chúng con khỏi chết muôn đời và từ cõi chết sống lại. Ngài đã ban cho chúng con được sự sống, hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần của tổng lãnh thiên thần, các vị thần và quán thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng rằng Maria mẹ Thiên Chúa Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã xúc đẹp lòng chúng qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được an đời và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người với Người và trong Người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Thank you.
Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn và mọi biến loạn. Làm khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các con bảo rằng ngày để lại bình an cho các con, thầy ban vinh quang của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, sự hãy thương ban cho Hội Thánh được bình an. Hòa nhân theo thanh nhiên Chúa Chúa hằng sông và hiện trì muôn đời. Amen. Thánh của Chúa là cùng anh chị em và cùng cha. Chúc bình an cho nhau.
yêu thương nhau, để khi tôi chúng con. Amen.